Chiều ngày 27 tháng 12, phiên tòa xét xử cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch, Đầu tư thành phố Hà Nội bắt đầu phần thẩm vấn. Hội đồng xét xử cách ly bị cáo Chung để xét hỏi các bị cáo khác. Trong phần trình bày khoảng 20 phút, bị cáo Nguyễn Văn Tứ, cựu chánh văn phòng Thành ủy, cựu giám đốc Sở Kế hoạch, Đầu tư thành phố Hà Nội, hơn 3 lần dùng từ quyết liệt để nói về thái độ chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung. Bị cáo Tứ còn biện minh thời điểm đương chức chủ tịch Hà Nội, ông Chung như ông trời, bị cáo là cấp dưới nên phải làm theo. Bị cáo Tứ khai Sở Kế hoạch, Đầu tư có quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu rộng rãi gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2016. Có 6 đơn vị tham gia và dự kiến sở này sẽ mở thầu vào ngày 16 tháng 5. Bị cáo Tứ khai, trước khi đóng thầu, bị cáo nhận được 2 cuộc điện thoại của ông Chung chỉ đạo quyết liệt dừng 2 gói thầu này. Ông Chung gọi 2 lần vào tối ngày 15 tháng 5. Sáng hôm sau khi sở chuẩn bị họp giao ban, bị cáo tiếp tục nhận được cuộc điện thoại thứ 3 của ông Chung. Chủ tịch chỉ đạo dừng thầu vì cho rằng quá trình đấu thầu, sở làm một số công việc chưa đúng quy định và yêu cầu đưa công nghệ mới vào gói thầu số hóa này. Theo cựu giám đốc Sở Kế hoạch, Đầu tư, trước giờ mở thầu chúng tôi đã làm hoàn toàn đúng quy định và đủ điều kiện mở thầu. Tuy nhiên, việc mở thầu đã phải dừng lại vì sự chỉ đạo quyết liệt từ ông Chung. Bị cáo Tứ thừa nhận việc dừng mở thầu là không đúng quy định pháp luật, nhưng do nhận thức không có nguy cơ gây thiệt hại vì để áp dụng công nghệ mới nên đã làm theo chỉ đạo của chủ tịch. Nếu biết gây thiệt hại như kết luận điều tra thì chắc chắn chúng tôi không dừng mở thầu. Bị cáo Tứ khai đến đây thì bị chủ tọa ngắt lời vì khai lan man. Ông Chung là cấp trên có tính cách quyết liệt, quyết đoán. Đến bây giờ bị cáo Chung vướng hết vụ án này vụ án kia, nhưng năm 2016 ở thành phố Hà Nội, ông Chung như một ông trời. Bị cáo Tứ khai sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố có văn bản đồng ý cho tiếp tục tổ chức đấu thầu, ông Chung yêu cầu sở tổ chức buổi làm việc với công ty Nhật Cường, nghe về công nghệ số hóa mới. Tại buổi làm việc này, Nhật Cường cho biết làm thử nghiệm miễn phí, đảm bảo số hóa toàn bộ hồ sơ. Từ sự can thiệp của ông Chung, công ty Nhật Cường đã được dọn đường để thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, kết quả thực hiện thí điểm cho thấy công ty Nhật Cường mới hoàn thành phần số hóa, chưa đính được tài liệu lên cơ sở dữ liệu quốc gia. Trong phần thẩm vấn, bị cáo Tứ một mực khẳng định làm công tâm, suốt quá trình triển khai gói thầu không có bất cứ một ai tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp về gói thầu, duy nhất nhận chỉ đạo từ ông Chung. Tuy nhiên, khi chủ tọa truy về việc nhận quà từ Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Nhật Cường, thì bị cáo Tứ thừa nhận từng nhận quà Tết. Cựu giám đốc Sở Kế hoạch, Đầu tư khai, trước Tết Nguyên đán 2016, Huy đến chúc Tết, vào phòng tôi nói năm nay làm ăn được nên có tí quà Tết biếu anh. Tôi nói luôn không nhận phần trăm mà chỉ bảo yêu cầu nhà thầu làm tốt gói thầu. Bùi Quang Huy nói đây là quà biếu Tết, không liên quan gói thầu nên tôi nhận. Sau này tôi về xem thì biết trong gói quà có 300 triệu và chai rượu. Là người thứ hai trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Tiến Học, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch, Đầu tư, thừa nhận có ký một số quyết định trong việc mời thầu, đấu thầu gói thầu số hóa. Theo ông Học, ngày 16 tháng 5, bị cáo Hường và Tuyến có tham mưu cho bị cáo tạm dừng gói thầu theo chỉ đạo của giám đốc sở. Ông Học nói, vì chỉ còn 4 đến 5 phút đóng thầu, nếu bị cáo không ký ngay là vi phạm kết luận của giám đốc. Vì thời gian quá gấp nên tôi đọc lướt qua rồi ký luôn. Cũng theo ông Học, việc quyết định dừng thầu là thẩm quyền và chỉ đạo của giám đốc sở. Ông không rõ có nhà thầu nào kiện cáo gì tới Ủy ban Nhân dân thành phố hay không nên trước mắt ký quyết định dừng gói thầu, xong mới biết là chủ tịch Hà Nội muốn đưa thêm nhà thầu vào. Cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch, Đầu tư cho biết ngày 4 tháng 8, Nhật Cường có công văn xin làm thử thì sở báo cáo thành phố rồi cho làm. Kết quả làm thử mới xong phần số hóa, phần quan trọng nhất là đính kèm tài liệu lên hệ thống của Bộ Kế hoạch, Đầu tư thì không làm được.